Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Ngày hôm nay mình đi thăm giáo xứ Bùi Phát này, giờ mình quay cho mọi người xem nhá. Giờ này là mọi người đang đi vô nè, đi vô nhà thờ. Ồ, đẹp quá đi. À, người ta trang trí quá đẹp luôn. Đó, đó là đi nhà thờ đây. Để cho mọi người xem người ta trang trí Noel nè. Giờ này mọi người ra ngoài sân ngồi chơi này, ăn uống nè. Ồ, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời luôn nè. Mọi người đi chơi, đi ra nhà thờ nè. Trang trí đèn khắp nơi, mọi người đi rất là vui vẻ nha. Giáo xứ Bùi Phát đúng là đêm Noel là người ta trang trí đúng là tuyệt vời. Thánh đường là tràn ngập ánh sáng đầy tình yêu thương, quá đẹp. Rồi. Tất cả các con đường ở trong khu giáo xứ Bùi Phát này là trang trí rất là đẹp. Đó, mọi người đang đi nhà thờ rất là nhộn nhịp. Rồi, mình quay cho mọi người xem để chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người đã coi clip nha.